Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Đây là video clip em chia sẻ về cái tử vi năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi có thể nói là lớn nhất trong năm Canh Tý này em thực hiện video. Vì em nghĩ rằng ở những cái người mà lớn hơn á, thì ngoài 61 tuổi rồi á, thì đa phần là các chị nghỉ hưu. Nhưng mà người Mậu Tuất thì cũng có một vài người còn phải đảm nhiệm công việc, vẫn phải làm việc, cho nên là hoặc là kinh doanh mua bán. Cho nên em chọn cái tuổi này là tuổi lớn nhất, và cũng là để tri ân một cái người chị đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đến một số người bạn bè của em. Cho nên em sẽ chia sẻ cái video này. Không dám nói nhiều lắm ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị, vì là năm trước thì em cũng có làm tới, em chỉ làm cái vận hạn thôi chứ còn không có làm cái tử vi. Thì trở lại cái tử vi của năm nay thì người Mậu Tuất là những người sẽ phải sinh vào ngày 18 tháng 2 năm 1958 dương lịch cho đến ngày 7 tháng 2 năm 1959 dương lịch, là những người chịu sự chi phối của cái tuổi Mậu Tuất. Và mạng là mình bình địa mộc, người ta gọi là cái cây ở một cái đồng bằng lớn. Xương thì con chó nhưng mà tướng tinh thì là con vượn, vốn dĩ là một trong những người rất là thông minh. Tuy nhiên do nắm cái chữ mậu, thiên can chữ mậu, nên tình duyên thì khá là khó có nhiều cái suy thuận. Thường thì ở trong tuổi của các cái độ tuổi của các chị ấy, thì cái chế độ mà chồng chuối vợ tôi nó vẫn còn rất là cao. Tuy nhiên là ở trong cái khoảng thời gian này của các chị là cái sự thay đổi nó một chút, nó từ chồng chuối vợ tôi nó chuyển qua cái chuyện mà bình đẳng về nữ giới. Cho nên là đa phần các chị ở trong cái tuổi này thì lận đận tình duyên đi nữa thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng, không có thích cái sự thay đổi. Người Mậu Tuất thì cũng giống như những người tuổi Tuất khác, đó là sự chính trực ha, đặt lên hàng đầu. Và thường thì là dù là mang mệnh là mệnh mộc, người thì nữ mạng, nhưng mà tính quyết đoán thì cũng rất cao. Ở cái thế hệ của những người Mậu Tuất thì do là cái sự nam nữ bình quyền nó chưa có cao, cho nên các chị cũng ít có thể hiện được cái cơ hội để mà phát huy cái khả năng của mình. Tuy nhiên là người Mậu Tuất không vì thế mà thiếu cái người giỏi, thiếu cái người tài ở trong cái nhiều cái lĩnh vực, đặc biệt là nhạy bén trong lĩnh vực mua bán, với vì chữ mậu mà. Thôi, thiên tính thì còn rất nhiều cái để mà chia sẻ, thôi thì mình chỉ gói gọn lại trong cái tử vi của năm Canh Tý thôi, xem các chị tốt xấu như thế nào. Là một cái người mệnh mộc gặp năm Canh Tý là năm Thổ, như vậy bổn mệnh là một khắc Thổ, gọi là bổn mệnh khắc năm. Bổn mạng và sức khỏe nó không được tốt đẹp, chủ về một năm có thể là sẽ có nhiều cái bệnh đau nhức cơ thể, rồi có thể là sinh ra nhiều cái bệnh, nhưng mà không quá nặng nề, không đến nỗi xảy đến cái sự mà nguy nan ở bổn mạng, chỉ là bị suy yếu thôi. Trừ những người mà nghiệp quá nặng đã mang trong bệnh trong người nhiều rồi thì không thể nào nói được ha. Còn đối với đây là nói những người trung bình, những người tốt ha, cũng không xấu. Sao chủ của năm là sao Thủy Diệu. Một cái người ta nói là sao Thủy Diệu thì chỉ là trung bình thôi, không phải là một phúc tinh, mà cũng chẳng phải là một phá tinh, hung tinh. Sao Thủy Diệu thì không ngăn chặn cái chuyện việc làm ăn, nhưng mà Thủy Diệu thì thường hay đem đến cái chuyện buồn phiền tan chế trong gia đình đối với cái người nữ mạng. Nữ mạng của các chị không quá sợ cái sao Thủy Diệu với nặng nề là ảnh hưởng tan chế, mà tan người quá thân hoặc là tan trong con cái gia đình, thì tự nhiên cái sao Thủy Diệu nó thuộc hành thủy, nó lại tốt cho người mệnh mộc của các chị và sẽ đem đến cái con đường tài lộc hanh thông, mua bán thuận lợi. Đó là một cái điều tốt đẹp ha. Hạn của năm là hạn toán tập, mà cái hạn toán tập thì thường đem đến trở ngại va vấp. Nữ mạng mà gặp hạn toán tập á, chủ về gặp trở ngại trong công việc làm ăn,
đôi khi là va vấp nhiều thứ, ra ngoài làm ăn cẩn thận cái việc mà giấy tờ, xe cộ tai nạn nguy hiểm, hay là vì việc mình phải bị người ta lừa gạt tiền bạc. Cái đó là hạn toán tập rất dễ bị người khác gây cho mình hao tốn tiền tài. Vận niên là một vận niên tốt đẹp, vận niên của năm là vận niên kê giáp viên, tức là gà về vườn đó. Gà về vườn thì biết rồi ha, từ cái hình tượng đó là con gà được về trong vườn có đầy đủ thóc lúa mà ăn. Đây là biểu hiện cho một năm có cái nhiều cái sự thuận lợi ở tác nhân bên ngoài, cái hành thể bên ngoài để cho mình có cái cơ hội để mà khẳng định cái vị thế tốt đẹp của mình. Người ta gọi là năm mà kê giáp viên cầu tài thì được tài, mà cầu quan thì được quan, tất cả mọi việc đều được thành công rực rỡ, không mong cầu nó cũng đến. Đó là cái vận niên kê giáp viên đem lại cái nhiều cái sự tích cực. Như vậy so với cái vận hạn thì có được cái vận niên kê giáp viên này là cái tác nhân, cái năm nó có biểu diễn của năm thì quả nhiên tốt đẹp. Thiên can thì mậu canh, là không xung không hợp về trạng thái cân bằng tử, về mặt tử vi. Có thể nói là mậu canh thì ảnh hưởng đến cái thiên can, ảnh hưởng đến cái công việc, thì rõ ràng đây là công việc không có nhiều cái sự rối ren trong cái năm này. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của mậu là thổ mà canh là kim, cho nên nạp âm ngũ hành là bị thiên sinh xuất. Có thể nói đây là một năm có nhiều cái cơ hội tiền tài, nhưng không phải là một năm thu về tiền tài. Có thể có cơ hội để mua bán làm ăn, nhưng mà không phải là một năm thu về tiền tài. Có một năm có như là mình có chứng tỏ cái bản năng của mình, khả năng của mình đối với công việc, nhưng mà một năm không có thu nhiều về tiền tài đâu ha. Địa chi Tý gặp Tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm ở trong cái năm này, tức là quan hệ đối tác trong công việc làm ăn, không quá gây ra nhiều cái điều mà không tốt đẹp đối với tuổi của các chị. Nhìn chung cái vỏ bên ngoài của tử vi là về mặt sao hạn vận niên thì chỉ năm nay nặng nhất vẫn là cái bụng mạng và sức khỏe của các chị, nó hơi xấu thôi chứ không phải quá xấu. Có thể là chị có gặp bệnh, gặp sức khỏe bị sốt cảm gì đó, nhưng mà nhanh chóng mà qua, chứ không có đến nỗi là mà phải nằm một cái thời gian quá dài như thế nào đó ha. Điều đó là thời ở cái giai đoạn này của tuổi đã 60 mấy rồi, sức khỏe là vấn đề gần như là quan trọng nhất đối với tuổi của các chị. Mình không có sức khỏe thì không làm được gì cả. Các chị ha. Rồi tọa cung tiểu vận nội tại của các chị thì xem coi năm Canh Tý này nó sẽ thể hiện ra sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là Thái Tuế, Mộ, Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, khá nhiều cái phúc tinh. Tuy nhiên có Thái Tuế nhập cái tọa cung tiểu vận, tức là người ta nói thoát Thái Tuế mà nhập vận lận đận ở nhiều chuyện của công danh, có thể là một năm phải hao tốn trí óc nhiều, chứ không phải đơn giản là một năm chỉ ngồi chơi xơi nước. Một năm phải làm việc cực lực, đặc biệt là những tháng mà xung với tuổi của mình ha. Còn cung tiểu hạn thì có các sao như Thiên Việt, Thiên Phúc, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khóc, đi trước quan đới, tuy nhiên là bị trượt án ngữ. Đây là Tuế Phá, Thiên Khóc, Thiên Hư là ba cái phá tinh đem đến. Tuế Phá là đem đến cái nhiều cái sự chống phá, ganh đua ở trong công việc, là thí dụ như là các chị đang làm cái công việc đó có nhiều người dòm ngó vô, nói này nói xấu tới nói xấu lui cái công việc của mình. Thiên Hư là những cái việc mà ông trời đem ra những cái chuyện hư bại. Thiên Khóc đem sự nỗi buồn phiền của mình đó, dạng của cái ngôi sao đó nó mang tính chất như vậy. Tuy nhiên nó bị triệt án nữ, cho nên tất cả mọi thứ mà có xảy đến, nhiều điều xấu chắc chắn là sẽ xảy đến nhiều điều xấu, nhưng nhờ cái triệt án nữ này thì mọi chuyện rồi cũng kết thúc ở một cái chuyện tốt đẹp, chứ mà không nói là không có xảy ra nha, chắc chắn là nó sẽ có xảy ra, ảnh hưởng đến quan đới, quan vận của mình mới mới đầu mà gặp mấy chuyện này bị lung lay dữ dội lắm,
nhưng cuối cùng bị triệt án ngữ này thì nó sẽ làm lại cái cuối cùng cái tác hại nó không quá như vậy, thậm chí là nó còn trở thành một cái đòn bẩy bẩy mình lên, bẩy mình ở trong công việc. À còn nếu như mà các chị mà làm ăn buôn bán thì có thể là cái những cái tai họa tự nhiên ập đến này sẽ đem đến cho mình nhiều cái phiền toái, thậm chí liên quan đến pháp luật. Các chị nhớ cẩn thận. Em hay nói vui nè, là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ, là tùy vào cái phúc của mình có mà tạo được. Cũng giống như tháng 10 năm Kỷ Hợi em có nói rằng là năm Canh Tý là một năm sẽ có khó khăn vì nó là một năm nhuận này. À, lại là năm Tý mà là Tý thổ tức là chuột đào hang, cho nên mùa màng thất bát, tai họa ập tới. Thì tới giờ phút này tuy là mới chỉ chưa hết, chưa đến ngày rằm tháng giêng thì mới có vài ngày Tết thôi mà mọi người đã thấy rồi, miền Tây thì ngập mặn, miền Bắc thì mưa đá, bên kia thì con virus corona nó đang trực chờ hoàn thành nhiều điều. Khắp nơi trên thế giới đều có những cái tai họa như là động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là rất là nhiều nơi khác. Đó rõ ràng là cái tai họa mà thường thì vào những cái năm nhuận, đặc biệt là năm nhuận mà là năm Tý, thường đem đến những cái chuyện như vậy. Cũng không phải em giỏi gì đâu, đây là những cái thống kê của nhiều năm trước ghi lại thôi, chứ chả có giỏi gì đâu nha mọi người. Đừng có nghĩ em thánh, không phải thánh đâu, chỉ chẳng qua em đọc sách thôi. Nhất là các chị tuổi Mậu Tuất thì nhạy bén, nhìn xa trông rộng, cho nên là sẽ biết được cái này là có thiệt ha. Rồi, cung nhị hợp thì có các sao thiếu dương, đường phù, hỷ thần, thiên không. Đây là bộ sao nói về cái việc ở trong cái quan hệ tình cảm. Thì ở trong cái tuổi của này thì các chị là chịu quan hệ với con cái, thông gia là chủ yếu, thì có thiên hỷ, thiếu dương, đường phù. Thì rõ ràng đây là một cái năm gia đạo tình cảm hoặc là quan hệ ở trong công việc xã hội tốt đẹp chứ không có xấu gì. Cung tam hợp có lộc tồn, bác sĩ, tràng sinh, bạch hổ, quốc ấn, hoa cái, long trì, đế vượng, tướng quân, quan phù, lưu hà và thiên la. Đây là bộ sao chủ về việc làm ăn không được tốt, là một năm có thể nói rằng là làm ăn tốt nhưng mà không được tốt đẹp về lắm, về cái bệnh, về đặc biệt là bác sĩ đi trước tràng sinh và bạch hổ. Còn quốc ấn và hoa cái, long trì, đế vượng thì đây là cái bộ sao nói về cái chủ về gia đạo, dễ có thêm cháu, thêm con hoặc thêm dâu rể, thêm người, nói chung là như vậy. Đây là một cái điều tốt đẹp. Lưu hà đi với thiên la đáng lẽ là một cái điều rất đáng sợ với những cái người nữ mạng này mà ở trong đi về miền sông nước. Tuy nhiên bị tuần án ngữ ở sau thiên la cho nên là không quá lo ngại, nhưng nếu như là các chị thì em cũng tránh đi sông nước vào những cái tháng như tháng xuân của tuổi mình, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10 âm lịch ha. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý đối với tuổi của Mậu Tuất các chị. Bên cạnh những cái điều tích cực ở bên ngoài thì nội tại cũng có những cái hung hại riêng của nó. Tuy nhiên xét chung thì nó không quá là khó khăn, không quá là hung hại nhiều thứ như cái năm 2018, cái năm mà năm tuổi của mình để lại. Thật sự mà nói thì người mà ngoại lục tuần, tức là ngoài 60, tử vi chi phối không nhiều. Vì sao? Vì đa phần là ngoại 60 của nữ thì là đang ở cái giai đoạn tuổi mà gọi là không còn làm việc nữa, mà an hưởng an phận của tuổi già, vui bên con cháu. Tuy nhiên là thời nay cái tuổi thọ của con người phương Đông cũng như là người Việt Nam nói chung càng ngày nó càng nới rộng ra. Ví dụ bây giờ cái chuyện mà thọ tới 80, 90 thì rất là nhiều. Cho nên là cái tuổi làm việc cũng vì thế không thể nào tới 60 cái ngưng lại mà cũng vẫn tiếp tục làm ăn. Hy vọng rằng cái thông tin tổng hợp vừa rồi nó sẽ có là một cái phần nào để các chị biết được
nên cương, nên nhu như thế nào ở trong cái công việc làm ăn của mình. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ tiếp cái vận hạn của 6 tháng đầu năm Canh Tý 2020 đối với tụi các chị theo từng tháng. Thực chất ra thì cái vận hạn của 6 tháng đầu năm này nó chỉ là cái phần chi tiết hơn cái tử vi của năm thôi, chứ nó cũng chả có khác gì nhiều đâu. Thí dụ như là nói giờ năm nay bổn mạng không tốt thì chắc chắn là những tháng ở trong tử vi của vận hạn thì nó cũng sẽ có nhiều tháng không tốt cho bổn mạng. Tốt về làm ăn nhưng mà nó chi tiết hơn thôi. Dĩ nhiên trong 12 tháng thì có tháng tốt, tháng xấu, chứ không thể nào xấu thì xấu hết mà tốt thì tốt hết được ha. Để xem coi vận hạn 6 tháng đầu năm của các chị nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết phải nói đến tháng Giêng. Tháng Giêng là tháng Mậu Dần. Tháng Giêng của năm Canh Tý là tháng Mậu Dần, mà tháng Mậu Dần là một tháng thổ. Như vậy sức khỏe và bổn mạng của các chị xét về chủ mạng là không tốt đẹp. Vì mệnh mộc khắc năm, bây giờ mệnh mộc khắc tháng nữa. Cho nên bổn mạng và sức khỏe có gì đó không được tốt đẹp. Hơi mệt mỏi một tí xíu, tuy nhiên nó không quá nặng nề, không quá nguy nan ha. Rồi tiếp đến là thiên can chữ Mậu của Mậu Dần đồng hành với chữ Mậu của Mậu Tuất, cho nên là thiên can đồng hành, công việc hanh thông, dễ thuận lợi, không có vấn đề gì cả ha. Tốt. Địa chi Dần Tuất thì thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu, mà còn cho những các mối quan hệ trong công việc làm ăn, các mối quan hệ của xã hội. Đây là một cái tháng cũng hiển nhiên thôi, các chị 60 thì dĩ nhiên là nếu mà tháng này có con có cháu thì đây là tháng Tết mà con cháu nó về nó sum vầy, tệ lắm thì tới ngày hôm nay nó mới đi, tới ngày mùng 9, mùng 10 nó mới xách giỏ nó đi, thì hơi buồn chút xíu thôi, nhưng mà cũng không thể là buồn nhiều, tại vì mình có một cả mười mấy ngày được sum họp với con cháu. Tốt đẹp ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, tiếp tục lại là một tháng thổ. Như vậy bổn mạng và sức khỏe cũng giống như tháng Giêng, với mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe có chút gì đó không tốt đẹp. Đặc biệt mà tháng thứ hai của tháng thổ này á thì bổn mạng sức khỏe nó còn tệ hơn một chút. Thiên can thì cũng giống tháng Giêng, thay vì Mậu đồng hành, bây giờ Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu và Kỷ cũng đồng hành đó, nhưng mà đồng hành về nạp âm ngũ hành, tức là cùng hành thổ, cho nên công việc mọi thứ cũng không có gì là chống phá, không có gì là đến nỗi tốt đẹp. Tháng Giêng. Địa chi thì Tuất Mão lại là thuộc nhóm địa chi lục hợp, thậm chí nó còn tốt hơn tháng Giêng với tam hợp là Dần Ngọ Tuất. Còn đây tam lục hợp Ngọ với lại Tuất với Mão là lục hợp, chắc chắn sẽ đem đến nhiều may mắn. Trong công việc thì có người giúp đỡ, tài lộc hành thông hay không là nhờ vào cái sự quan hệ làm ăn. Bây giờ mình đâu có làm một mình được nữa, ở cái tuổi này của các chị là phải có ekip, có nhân viên, có bộ sậu với nhau. Nếu mà bộ sậu vui vẻ thì làm việc nó sẽ hanh thông và sinh tài lộc. Đây là điều tốt. Tiếp tục là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý 2020, mà tháng 3 âm lịch tức là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì thuộc kim, như vậy xét về trụ mạng là thổ nó sẽ sinh kim, bổn mạng bị sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu, cần cẩn trọng một tí xíu. Thiên can Canh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ Mậu Kỷ là thổ, Canh Tân thì kim, cho nên nạp âm ngũ hành là sinh xuất. Đây là tháng rất dễ sinh hao tài ở trong công việc, nhưng hao tài nhỏ, hoặc là có cái gì đó buồn phiền trong công việc nhưng mà nhỏ thôi, không quá lớn, nó chỉ bị sinh xuất thôi mà. Gặp mạng bị sinh xuất nữa thì phúc tinh tài tinh nó cũng yếu, cho nên là coi chừng sẽ có hao tài. Đặc biệt thì không tốt đẹp ở địa chi với Thìn Tuất là thuộc nhóm lục xung, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều âu lo và chống phá, đặc biệt là các mối quan hệ với đồng nghiệp, với đối tác sẽ có nhiều cái không được tốt đẹp, xung khắc. Cho nên là các chị thì em sẽ cẩn thận ở tháng này về các cái giao tế, khách hàng giao tế với đối tác làm ăn, mình phải nhường một tí xíu để mọi chuyện nó
qua đi. Tại vì nên nhớ là bổ mạng của mình không đến mức là bị tháng khắc là thắc thoáng, nhưng mà cái bị sinh xuất rồi, rồi nạp âm ngũ hành của thiên can lại tiếp tục sinh xuất, nếu mà cương là mình sẽ thua. Cho nên thôi tháng này nhô một tí xíu mà em chị ha. Rồi tiếp tục là tháng tư âm lịch của năm Tân Tỵ, năm tháng Tân Tỵ, tháng tư âm lịch của năm Canh Tý. Tân Tỵ thì chắc chắn là thuộc kim, như vậy sẽ cũng giống như tháng 3 với bổn mạng là thổ sinh kim, bổn mạng và sinh sức, cho nên bổn mạng và sức khỏe suy yếu. Trong bổn mạng và sức khỏe đó thì sinh sức là nhẹ nhất, tới bổn mạng khắc tháng là xui thứ nhì, nhưng mà tới thằng tháng khắc bổn mạng thì là hơi hơi phê nha. Đó rồi, thiên can Tân Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như đã nói cũng giống như là tháng 3 với Mậu là thuộc thổ, Tân Canh thì thuộc kim, cho nên sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can rất dễ gây hao tài tốn cổ. Tuy nhiên hai tháng liên tiếp thì tháng này nó sẽ nặng nề hơn tháng trước ha. Địa chi thì Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy về công danh, về cái sự tình cảm gia đạo sẽ đỡ hơn cái tháng tư, cái tháng ba với bình hòa, không có chuyện gì xảy ra. Xét chung như vậy là tháng tư có vẻ là sẽ tốt hơn tháng ba một tí, chứ không nhiều nha, tại vì cũng mạng cũng vẫn bị sinh xuất, thiên can thì nằm âm ngũ hành vẫn bị sinh xuất, chỉ có địa chi không phải nằm ở lục xung thôi. Thật sự mà nói địa chi mà ở lục xung nó rất là xấu ha. Rồi tiếp đến đó là tháng năm âm lịch của cái năm Canh Tý, mà tháng năm âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng là mộc đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe sẽ không vấn đề. Người mệnh mộc của các chị thì đặc biệt thích những ngày ấm áp. Rồi thiên can là Mậu khắc Nhâm, là thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều chống phá, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng mình ở trong công việc. Đây là tháng mà các chị phải để ý, công việc nặng nề nhất ở trong cái 6 tháng đầu năm. Tuy là nó là cái tháng địa chi tam hợp với Tuất Ngọ là thuộc nhóm tam hợp dần hoặc Tuất, nó chỉ tốt cho gia đạo, tình cảm, các mối quan hệ thôi, còn công việc chắc chắn sẽ có những cái chuyện buồn phiền không được tốt đẹp. Nhưng mà hãy nhớ rằng là các chị khắc tháng chứ không phải là tháng khắc các chị, cho nên công việc có rối rắm rầy rà, có này kia thì cốt lại các chị vẫn là người nắm phần tháng, nắm phần giải quyết được cái sự khó khăn của cái người cái tháng này để gây ra. Chị có phải như vậy thì tháng năm chị phải chú ý vào cái phần công việc sẽ đem đến cái sự chống phá, đem đến cái sự buồn phiền, nhưng mà các chị cuối cùng cũng phải là người giải quyết được thành công. Rồi tháng cuối cùng của cái video này em chia sẻ đó là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Đây là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng cũng không khác tháng 5 với mộc đồng hàng, bổ mạng, sức khỏe ok, tốt đẹp. Em ha, tháng này hai tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là bổ mạng không vấn đề. Đặc biệt đó là địa thiên can của cái tháng này rất là hay, đó là Mậu hợp Quý. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là cái thiên can rất tốt cho công việc, tài lộc, rất nhiều thứ ảnh hưởng công danh, tài lộc, tiền tài, nếu mà được ngũ hợp thì khỏi phải suy nghĩ về những việc đó. Tuy nhiên là tháng này tốt cái thiên can thì lại không tốt về địa chi. Vì sao? Vì Thìn Tuất ha, Thìn Tuất Sửu Mùi, Tuất với Mùi thuộc nhóm tự hình. So với lục xung và lục hại thì tự hình mang cái ý nghĩa nhẹ hơn nhiều. So với tháng 3 thì địa chi thì rõ ràng là tháng 5, tháng 6 này nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu, quấy phá bên mạnh. Ở đây chắc là con chó chắc không mạnh hơn con dê rồi. Cho nên gia đạo tình cảm cần phải cẩn thận một tí xíu ở trong cái tháng 6 này. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ cái tử vi của năm Canh Tý 2020 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm này đối với tuổi Mậu Tuất nữ mạng của các chị. Bên cạnh những cái sự khó khăn không tốt đẹp về nội tại của các cái sao mệnh thì các chị
tương đối là một năm thành công ở về mặt khía cạnh về những cái khía cạnh của tử vi trừ cái bổn mạng không được tốt đẹp. Còn vận hạn 6 tháng đầu năm thì các chị phải chú ý công việc vào những cái tháng như tháng 5, chỉ một tháng 5 thôi, còn gia đạo thì tháng 3 và tháng 6. Mọi người sẽ hy vọng rằng là với những cái chia sẻ này, mọi người sẽ ứng dụng nó và coi nó là một cái hành trang nhỏ để mà mình đưa vào ứng dụng trong cái cuộc sống, để có được cái năm Canh Tý 2020 thành công mỹ mãn và đem đến nhiều cái sự tốt đẹp, tiền tài cũng như vui vẻ trong gia đạo đối với tuổi Mậu Tuất nữ mạng của các chị. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các chị hoặc là con cháu bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.